Đã thắng tốt, đã có thể chơi bóng về Việt Nam 1-0. Các bạn đang theo dõi trận chung kết giữa team trẻ Đà Nẵng với team Volleyball Việt Nam, kênh YouTube nha các bạn. Đây là set thứ nhất, tỷ số bây giờ là 2-1 cho trẻ Đà Nẵng. Đã đón hảo, đã có thể chơi bóng về Việt Nam 2-0. Rồi. Đánh bóng ra ngoài, được chơi bóng về Việt Nam 3-2. Bỏ bóng tốt, đến cho bóng về Việt Nam 4-2. Đợt bóng tốt, đội định cho trẻ Đà Nẵng 3-4. Quân á, quân Nghĩa Hạnh, vừa rồi là pha kết thúc của em Toàn, Võ Mạnh Toàn nha các bạn, 21 tuổi, sinh viên Quảng Ngãi. Và kết thúc của em Giớp học lớp 12 nha các bạn. Nhậu tới sáng đang chờ. Anh em bình tĩnh. Ui. Ui. Tốt quá.
Vừa rồi là pha kết thúc của em Toàn. Rất khôn khéo. Một pha phát bít rất khôn khéo của em Lê Phạm Tung. Ở nhà là tay nhí nha các bạn. Bàn thắng không sao lưới. 4, 9, 7. Bên nam sĩ. Nam sĩ Bùi Thị Sung nha. Tối nay cho sỏ luôn á. Tối nay cho xúc bình sân công á. Đó không hả? Gì? Đúng rồi, phải. Phải á. Bánh nồi giờ cũng ăn thấy rồi. Điểm số 11 quả cho YouTuber Volleyball Việt Nam. Ngoài. Điểm 12 phải. Chát xong là dễ vô đầu quá. Chát quá. Có lượng tay. Ê. Chỗ quá, chỗ. Lên. Thế phải. Một mình nhí đánh thôi nha các bạn. Một mình xuống hệ đánh mấy. Anh vô anh trộn xăng rồi mà. Mới vậy. Liên tục những pha phi điên ghi điểm của em Nhí nha các bạn. Nhí. Quá tốt. Như vậy là xét thứ nhất, đội của Volleyball Việt Nam thắng với tỷ số 15-8. Mời các bạn đến với set thi đấu thứ hai, trận chung kết team của Volleyball Việt Nam với tuyển trẻ Đà Nẵng. Một không. Rất tốt. Con rồi. Nghe đây. Rồi. Nhắn tin đi.
Và qua cơn bão, đấu lĩnh trẻ bão 1-2. 1-2. Vừa rồi là pha kết thúc của em Dốc, học sinh lớp 12, chuyên trường chuyên Lê Khiết ở Quảng Ngãi nha các bạn. Cắm ra ngoài. Ba đều. Liên tục những pha bị điểm của em Phú Dốc, học sinh lớp 12 nha các bạn. Đồng bóng tới đội lĩnh trẻ nào bốn đều. Mình sát lưới mà không chán được em Nhí nha các bạn. Hey. Đá bóng rồi, đúng, 6, 5. Đá bóng qua sân lớn, đúng, thật là 6, 4. Rất tốt em Nhí nha các bạn, số 2. Đó là đứng cho bóng đội Việt Nam 7-6. Vừa bóng đấu đó là đứng cho trẻ đá 7-7. Tốt. Vừa rồi là pha kết thúc của em Toàn. Đó là điểm 8-7.
97 cho team volleyball Việt Nam. Quá đẹp. Vừa rồi là pha tấn công số 2 của em Phú Dốc. Bên đầu, 8. Tốt. 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 Còn nha các bạn. Võ Mạnh Toàn, sinh viên năm nay 20 tuổi. Cho team của volleyball Việt Nam. Xin chúc mừng team của volleyball Việt Nam mang cúp về cho kênh YouTube. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi.